Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này như được anh Lý kể lại cho Như. Anh kể về sự việc này là xảy ra với người cậu của anh. Cậu tên là cậu Sang. Thời điểm đó cậu Sang chỉ mới có cưới vợ thôi hà, chứ chưa có con cái gì cả. Hai vợ chồng của cậu Sang làm lụng được khoảng thời gian, có gom góp được một số tiền. Hai vợ chồng của cậu Sang định bụng là sẽ tìm một mảnh đất đẹp đẹp, sau đó là xây lên một căn nhà cho hai vợ chồng ở. Thời điểm đó hai vợ chồng của cậu Sang là còn ở chung chứ ở bên nhà ngoại. Ở trong nhà ngoại thì nhiều người lắm rồi, cho nên hai vợ chồng rất là muốn ra riêng. Cậu Sang tìm được tới một cái chỗ nền nhà này. Cái chỗ nền nhà là đi vô trong một con hẻm, nhưng mà vô khoảng 100 mét thôi là tới. Chỗ nền nhà này thì người ta đang trong quá trình xây dựng dang dở, là mới dựng cái khung lên. Gạch đá xi măng gì còn để ở một bên ngổn ngang. Lúc mà cậu Sang tới, cậu thấy căn nhà này nếu bây giờ mình mua, mình tiếp tục mình xây nên sẽ tiết kiệm được một số tiền. Bởi vì cái kiểu xây nhà này á, cậu Sang cũng định là tương lai cậu sẽ xây một ngôi nhà giống vậy luôn. Vừa mới nhìn cái dạng khung là cậu ưng liền. Cậu mới liên hệ tới cái số điện thoại người ta để ở trên cái bảng bán nhà đó thì gọi điện. Lúc mà cậu biết được cái giá, cậu rất là bất ngờ. Người ta bán với giá rẻ bèo luôn. Bởi vì cái người chủ này nói là vay tiền ngân hàng để mà xây nhà, giờ không có trụ được nữa nên quyết định sẽ bán nhanh cái mảnh đất này, kiếm tiền rồi trả nợ thôi. Người chủ nhà thì người ta nói vậy, hai vợ chồng của cậu Sang bàn tính với nhau, rồi sau đó nữa là trả giá. Tới cái bước trả giá này, cậu kêu là người ta vợ bớt hẳn 50 triệu luôn. Cậu chỉ muốn nói vậy để cho hai bên nó bắt đầu là trả giá qua lại. Nhưng khi cậu vừa kêu là ở bên nhà bên kia lập tức đồng ý. Cậu nghĩ chuyến này là mình được mớ hời rồi. Do chủ nhà bên bển ta cần tiền gấp để trả nợ ngân hàng, người ta cứ luôn miệng nói như vậy. Bởi vì càng để lâu thì lãi nó sẽ càng lên cao nữa, cho nên giờ chủ nhà ta tranh thủ bán luôn. Rất là nhanh, tới giờ hành chính ngày hôm sau, cậu Sang cùng với cái người chủ đất ở bên kia đi lên trên quỹ ban, sau đó ký chuyển nhượng đất là buôn bán sang tiền rập rập luôn. Cái người chủ nhà bên kia là có thái độ rất là gấp gáp, giống như sợ cậu Sang sẽ đổi ý không có mua nữa. Chuyển giấy tờ này kia đất đai xong hết rồi, cậu Sang vui mừng ở trong lòng. Bởi vì cái mảnh đất này á, ngoài nền nhà đang được xây dựng có sẵn cái khung ra, còn lại cái mớ gạch đá xi măng á, người kia cũng tặng lại cho chú luôn, chứ người ta không có lấy lại. Ở phía sau nền nhà còn có trồng vài cái cây, người ta cũng vừa mới trồng vô. Cậu Sang thấy như vậy thì vui trong lòng. Do trong tâm lý rất là muốn có nhà, hai vợ chồng của cậu cũng không có suy nghĩ nhiều về thái độ của cái người chủ đất kia. Hai vợ chồng vui vẻ dữ lắm, khoe với mọi người. Cậu Sang khoe là chuyến này cậu đã kiếm được một cái mảnh đất ngợp, giờ mua quá trời lời rồi. Cậu rất là vui và tự hào về điều đó. Xong, cậu mới còn lại một phần tiền của mình nè. Cậu coi ngày để chuẩn bị thi công tiếp. Mới đầu cậu Sang định sẽ kêu người tiếp tục vô nhận thầu rồi người ta xây dựng tiếp luôn, chứ không cần cúng kiến gì cả. Nhưng vợ của cậu Sang mới kêu làm, thôi, lần trước có thể xây nhà người ta đã cúng rồi. Nhưng bây giờ mình là chủ mới vô, mình xây dựng theo ý mình xây cho bản thân mình, nên mình đứng ra mình ký lại một lần nữa đi. Khuyên dữ lắm nên cậu Sang mới chịu đồng ý cúng. Bữa hôm đó vợ của cậu Sang mua chuẩn bị tất cả đồ đạc, tới giờ là dọn ra. 8 giờ sáng hôm đó là để một cái bàn ở phía trước để mà xin khấn cúng. Hai vợ chồng đứng ở trước thành tâm xin khấn, vợ cắm cái nhang trước. Thì sau đó tới cậu Sang. Khi mà cậu Sang vừa mới cắm cây nhang xuống, ở trên trời dông nó kéo tới đen kịnh trên bầu trời luôn. Dù ngày hôm đó là rơi vô ngay cái tiết trời xuân, đâu có mưa cái thời điểm này đâu, mà ở trên trời đen xì lì. Cái cây nhang đang cháy khói nghi ngút, chợt nó tắt liệm đi. Cả 6 cây nhang mà hai vợ chồng cúng
không cây nào còn trái cả. Thấy cảnh tượng này, hai vợ chồng mới quay qua nhìn nhau, còn ở trên trời giờ cứ giông gió hù hù như vậy. Nhưng rất là nhanh, cái cục mây đen ở trên trời á là theo gió nó bay đi, giờ trời quang mây tạnh, trời rất là sáng. Thêm một điều kỳ lạ như thế này, cả sáu cây nhang vừa mới hồi nãy nó tắt, nhưng bây giờ nó phật lửa lên một cái, sau đó cháy lại bình thường. Nhang khi mà cháy lại rồi á, nó cũng cháy cho tới khi tàn nhang mới thôi. Ngày cúng hôm đó chỉ xảy ra một cái hiện tượng là lạ như vậy. Qua mấy ngày hôm sau, công việc xây dựng diễn ra rất là thuận lợi. Có một bên thầu này là người ta nhận trọn gói, nói với ở bên cậu Sang á, là giờ tôi sẽ xây hết vậy nè, đi đường điện, đường nước này kia đồ, xây theo ý của anh chị. Xong á, anh chị chỉ cần trả cho tôi một lần là bao nhiêu tiền đó. Nhưng có điều, vợ chồng của cậu Sang vẫn phải thường xuyên tới đây để mà theo dõi họ, chứ coi trong quá trình họ xây như thế nào. Ngày hôm đó, cậu Sang tới thì khoảng 9 giờ mấy sáng. Có cái chú Bảy này, ổng đang leo trên giàn giáo á, ổng leo lên trển con mình hà. Chú Bảy này, ổng đang tô trét xi măng gì trên trển. Chợt chú Bảy, ổng mới la lên một cái a, rồi ổng rớt từ ở trên giàn giáo, ổng té xuống dưới đất. Cũng hên, cái giàn giáo này chỉ có một tầng thôi. Khi mà chú Bảy té từ trên trển á, rớt xuống dưới đất, ổng té lên trên cái đống cát. Cả người rất là đau và ê ẩm, mà hên là không có gãy tay gãy chân gì hết trơn á. Cái ông chú Bảy này á, ổng mới nhăn mặt. Mọi người lại hỏi thăm là sao hồi nãy ông không cẩn thận hay sao mà ông bị té vậy. Nhưng chú Bảy khẳng định lại là rõ ràng hồi nãy khi chú đang trét xi măng trên rển, chú thấy cái giàn giáo nó rung rung và chú thấy có một cái bàn tay đen xì lì hà, mà cái bàn tay ấm rờm ấm rỉnh cầm lấy cái giàn giáo của chú mà rung lắc. Chú nhìn thấy cái bàn tay đen xì kia chực cái giàn giáo một cái mạnh, là khi đó chú la lên cái á, chú té xuống. Mọi người có mặt trong ngày hôm đó, khi mà nghe chú Bảy này kể lại như vậy, không có ai tin cả. Cậu Sang mới nói chú Bảy, sao mà ông nói tùm bậy tùm bạ quá vậy, nhà của tôi đang xây dựng mà ông nói giống như nhà của tôi có ma có quỷ. Cậu Sang cũng nói với cái thái độ là không thích. Thấy là nói không ai tin, cho nên chú Bảy không có giải thích thêm cái gì nữa cả. Sau đó chú Bảy mới xin về sớm bữa. Tới phần của cậu Sang bị, cậu Sang đi vô để mà nhìn những người thợ này có làm tới đâu rồi. Khi mà cậu Sang đang chui luồn qua những cái giàn giáo rồi đi lên, ngay lúc đó từ ở trên nó rớt xuống một cái bóp là phân nửa cái cục gạch. Nửa cái cục gạch này là do người thợ ở trên người ta đang cắt đôi nó ra để mà rá vô cho ngay cái khớp đó. Không biết làm sao, cậu Sang ông chui lũi vô, cái cục gạch từ trên nó rớt xuống vô đầu cậu một cái bóp. Rớt rất là đau luôn. Ông cậu ông la lên một cái rồi là cái đầu máu không. Mọi người cũng hú hồn hú vía chạy vô chở cậu Sang lên trên bệnh viện. Về là cái đầu của cậu băng một cục chà bá lửa luôn. Cậu Sang ổng cứ nghĩ trong lòng là lúc đó cái người thợ trên trển làm ẩu tả sơ sài nên cái cục gạch nó mới rớt xuống đầu của ổng. Nhưng mà người thợ trên ta khẳng định là cái đống gạch nó được để ngay ngắn như vậy. Còn cái người thợ thì ngồi một bên xây dựng thì đâu có quơ cái tay qua hay làm như thế nào, đâu có đụng mấy cục gạch ở đâu. Mà sao cái cục gạch từ ở trên nó rớt xuống rồi nó rớt trúng ngay đầu của cậu Sang luôn. Đây là một cái điều lạ lạ rồi. Và ngày hôm đó có thêm một vụ nữa. Khi trời sập sập tối, bữa hôm đó không biết sao trời tối rất là sớm, mấy chú thợ vẫn còn ráng là làm. Do mấy chú kiên vợ sẵn leo trên giàn giáo cao là trển làm cho xong hết cái công đoạn đó thì mới nghỉ. Chợt khi cái người thợ trên trển nhìn xuống là thấy bóng dáng của một cái người phụ nữ, tóc thì xõa dài xuống, bận nguyên cái bộ đồ trắng trên người. Thấy cái người phụ nữ đó đi len lỏi trong mấy cây giàn giáo, mà vừa đi cái tay của bà còn vịn lên trên giàn giáo nữa. Nhưng thoáng một cái là người thợ ở trên nhìn xuống không còn thấy người phụ nữ đó đâu cả. Chú thợ ông cứ nghĩ là mình nhìn nhầm thôi. Nhưng qua mấy ngày hôm sau, bữa nào mà ráng ráng làm tới buổi tối là cứ thấy có một cái người phụ nữ lạ lạ như vậy. Thời điểm đầu còn tưởng là vợ của cậu Sang tới đây để mà thăm nhà mới của mình, nhưng không phải. Vợ của cậu Sang thường không có tới đây, chỉ có cậu Sang là hay tới. Và cái lúc đó
Vợ của cậu vẫn còn ở ngoài quán, đang buôn bán ở ngoài chứ đâu có vô nhà đâu. Và đó là những cái hiện tượng lạ lạ trong quá trình xây dựng. Ở lại giữ gạch đá xi măng đồ nè, là có một chú này, chú nó tên là chú Sáu. Chú Sáu là thuộc ở bên nhóm thợ luôn. Không biết những cái người đó mới cử là chú Sáu ở lại đây để canh giữ vật tư. Do cái chỗ vật tư này là của ở bên thầu á, người ta đem xuống dưới này. Chứ vật tư này thì nó không phải là riêng của mình mua. Chứ mà nếu gia đình của cậu Sang mua là họ không có xuống đây họ giữ vậy đâu. Chú Sáu này ông cũng yếu bóng vía nữa. Những ngày mà ở lại đây ngủ, chú Sáu thường xuyên nhìn thấy một cái hồn ma. Mới mấy bữa đầu, chú Sáu nằm ngủ ở trong cái lều nhỏ của mình á, chú thường xuyên nghe thấy tiếng khóc. Mới đầu là nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhỏ rỉ rỉ thôi, nhưng qua những ngày sau, tiếng khóc nó càng ngày càng lớn hơn. Chú nằm ở trong lều, chú tưởng tượng là cái người kia đang ngồi sát dưới bên vách lều và khóc. Mấy lúc mà chú nghe vậy, đi ra ngoài kiểm tra, nhưng không có hề thấy gì cả. Cho tới một cái ngày hôm đó, chú Sáu đang liêm diêm nằm ở trên giường. Cái chú Sáu thấy có một cái người phụ nữ từ ở ngoài đi vô. Cái người phụ nữ này là bận cái áo giấy trắng toát à, nhưng không có cái đầu. Nhìn kỹ lại thì ở bên cái tay còn lại là bà đang bợ cái đầu của bà. Cái đầu đó tóc thì xõa dài xuống, do đứng nghiêng một bên rồi nên chú Sáu này không có thấy rõ mặt mũi. Lần mà chú thấy vậy, chú biết là chuyến này mình gặp ma, một cái hồn ma nữ hổng đầu. Chú Sáu sợ quá, cũng nằm quýu ở trong giường, nằm run, ráng như vậy cho tới sáng luôn. Qua mấy bữa đầu, chú Sáu sợ nên chưa có dám kể cho mọi người nghe. Sợ là kể cậu Sang này ông biết thì ông lại chửi chú Sáu. Cái qua mấy hôm sau gặp hoài, chú Sáu mới kể lại cho những cái người làm chung, những cái người thầy thợ với chú Sáu nè. Chú Sáu sợ quá, định là kêu những cái người khác thay chú để mà canh trực giùm đi. Cái có một ông chú kia, chú tên là chú Chính. Chú Chính này là một trong những người gan dạ nhất ở trong nhóm thợ luôn. Cái chú Chính mới đứng ra thay cho chú Sáu. Nhưng khi chú Chính vô trong đây canh trực, chú Chính cũng gặp nữa. Hôm đó chú Chính nằm ngủ ở trên giường, mùng thì đã văng lên rồi. Cái chú thấy tự ngoài đi vô là bóng dáng của một cái người phụ nữ, mà cái người đó đi cái đầu cứ gục xuống. Trong lúc buồn ngủ quá, cái chú Chính ổng quên, ổng tưởng là mình đang ở nhà của mình, chú tưởng là vợ đang đi vô. Cái chú cũng để tâm nữa, chú nằm sát vô trong mé tường. Chú thấy là cái người phụ nữ dở cái mùng, sau đó trèo vô trong mùng, nằm ở kế bên cạnh chú. Tới một hồi sau, cái ý thức của chú nó xử lý hơi chậm, chú mới chợt nhớ ra, ủa, giờ này mình đang ở ngay chỗ nhà của cậu Sang để mà giữ vật tư, chứ đâu phải ở nhà đâu mà dở bước vô. Chú quay qua, nhìn ở kế bên cạnh chú là một cái khoảng trống. Ở chỗ đó nó lạnh toát à, và không có ai bên bển cả. Chú Chính này cũng hơi rợn rợn người rồi, nhưng cố trấn an bản thân của mình là không sao hết. Nhưng tới giữa khuya, khi mà chú Chính đi ra ngoài đi tiểu, chú quẹo vô, chú thấy là ở phía trước có cái gì đó vừa mới di chuyển vậy. Chú nhìn lên ở phía trước, ở cái chỗ phía trước là có một cái bàn bằng cây, rồi có những cái ghế cây. Để buổi sáng anh em thợ thầy làm rồi mệt quá sẽ xuống đây ngồi uống trà ăn bánh đồ. Chú Chính nhìn lên trên rảnh, cái chú hết hồn. Bởi vì chú nhìn thấy cái người đó, cả người mờ mờ ảo ảo, tóc tai thì xõa rũ rượi, chú không có thấy được cái mặt của họ. Khi mà chú vừa mới thấy vậy, chú biết đây là một hồn ma. Chú mới sợ quá, chú nép sát vô ở trong cái liều. Chú nằm trên giường, chú run. Hồi nãy thà ông thấy thì thôi, giờ thấy xong cái ám ảnh, chú ngủ không được. Khi mà chú ngủ không được, cái chú lại bị hù. Trong đêm hôm đó, chú nghe ở bên liệu là có cái tiếng giống như móng tay á. Một cái bộ móng tay rất là nhọn, rồi cào lên trên mấy liệu. Chú có nghe cà sào. Âm thanh rất là khó chịu. Nhưng lúc đó chú biết một cái hồn ma ông ngoại đang kẹo chọc mình, nên chú không có dám ra. Chú Chính nằm vậy á, cái một hồi chìm vô trong giấc ngủ lúc nào cũng hay. Tới khoảng 3 giờ mấy sáng, cả người của chú bị đè cứng nhắc à. Con mắt của chú thì nhắm, nhưng cái phần vía của chú nhìn thấy là cái cô ma nữ kia, cô đi vô đứng ở sát bên giường của chú. Một tay cô đó còn nắm lấy cái chân của chú, mà khi mà cô bấu cái tay vô trong cái chân á,
là chú cảm nhận được đau điếng do cái móng con này cũng dài mà nhọn dữ lắm. Chú cũng sợ lắm nhưng mà không có nhúc nhích cơ thể gì được cả, bởi vì chú đã bị đè rồi. Cái một hồi sau, cổ mới ngước cái mặt của cổ lên. Chú là người đầu tiên thấy được khuôn mặt của cổ luôn. Cái cô này cô trẻ khoảng 20 mấy tuổi thôi. Da dẻ nó xanh mà ở trên cái da mặt đó, nó bủng bủng kỳ dữ lắm. Ở ngay chỗ hốc mắt thì không có thấy con mắt đâu hết, nhưng từ cái hố đó là máu nó chảy ra rất là nhiều. Vừa mới thấy tới đó, chú Chính cũng ngồi bật dậy. Giờ là chú Chính tỉnh luôn. Chú đi ra ở phía trước mở sáng hết đèn rồi chú châm trà. Từ lúc đó là không có ngủ được, thức luôn cho tới sáng. Tới sáng vô anh em đi làm, chú Chính mới kể lại. Chú kể những cái sự việc hôm bữa chú Sáu gặp là thiệt rồi, bởi vì chú Chính này cũng đã trải qua. Kể lại cho anh em thợ thầy nghe thì người ta cũng đoán được chắc là cái chỗ này đang bị ma ám. Cái cũng có kêu nói nhỏ với cậu Sang, nói là vợ cậu cúng đi. Mới đầu kêu cũng cúng, cái ông nói là trời ơi cúng gì, mới hôm bữa tôi cúng rồi, cúng hoài sao chịu nổi. Nhưng ý của những cái người thợ kêu là cúng bởi vì đây có ma, nhưng mà người ta không có nói cụ thể ra đây có ma. Người ta nói là cúng để được làm suôn sẻ hơn. Chắc là nhiều khi nói mé mé vậy, cái ông cậu Sang này cũng không hiểu, ông có chịu cúng. Trong cái bữa hôm đó luôn, cậu Sang ông đi làm sao, chính cậu Sang này bị đạp một cái cây đinh rất là dài. Cái cây đinh này nó đạp mà lú lên khỏi cái bàn chân của ông luôn. Cái bàn chân của mình là cũng có một cái phần thịt dày dày như thế này, mà cái cây đinh nó dài cả gần cả gang tay. Ông đạp một cái cây đinh nó xuyên qua chân của ông. Trời ơi, cậu Sang ông la quá trời la luôn. Xong cái ngày hôm đó, cậu Sang đi lên trên bệnh viện cũng chích uống dán này kia đồ, bởi vì cái cây đinh này đâm xuyên thịt của mình rất là nguy hiểm. Mới mấy bữa trước, cậu Sang băng cái đầu cục. Giờ tới ngày hôm nay, cậu Sang lại băng thêm cái chân, cũng quấn thêm một cục chà bá nữa. Trải qua một quá trình thi công, cuối cùng căn nhà của cậu Sang cũng đã được hoàn thành, mọi thứ xong xuôi hết. Từ ở ngoài nhìn vô, nhà của cậu Sang rất là đẹp và khang trang. Lần đầu tiên xây được một căn nhà là một cái tài sản lớn như thế này, cậu Sang mới mở ra buổi tiệc tân gia để mà ăn mừng mình có nhà mới. Mời anh em dòng họ gì đó tới rất là đông đúc. Bữa hôm đó mời nhạc sống làm linh đình luôn. Chơi từ 8 giờ mấy 9 giờ, chơi tới đúng 12 giờ. Thì ngay cái lúc này là có một cái người chị, cái người này là chị họ ở bên vợ. Cái người chị họ này mới ra ở trước phòng khách. Bà ngồi bệt xuống dưới đất luôn. Bà ngồi đó mà bà khóc hù hù hù. Thế tự nhiên gia đình không biết gì. Cái chị này bà đâu có ăn nhậu gì đâu, sao vợ tự nhiên bà lại để bà ngồi bà khóc ghê vậy. Gia đình xúm lại hỏi coi cái người chị họ này bà bị cái gì, bà đang buồn ai hay sao. Nhưng mới đầu lại hỏi, chị không có trả lời. Tới một hồi sau chị họ bà khóc miếu máu rồi bà nói: tôi ở dưới này nè, tôi lạnh quá, tôi đau quá, đem tôi lên đi. Khi mà nghe chị họ nói ra vậy, mọi người chưng hửng luôn, mới hỏi là: ủa chị ơi, chị nói cái gì vậy, chị ở đây là sao, nhà của chị là đằng kia mà. Cười chị họ lúc đó là dập đầu xuống dưới đất kình kình, nói là: tôi ở đây nè, tôi nằm ở đây 50-60 năm rồi, đem tôi lên đi. Vừa nói tới cái khúc đem tôi lên đi, chị họ mới ngước mắt lên, lúc đó chụp ngay tay vợ của cậu Sang luôn. Vợ của cậu cũng hú hồn, không biết là sao chị họ của mình mới đang bị cái gì. Nói tới lúc đó, người chị họ hước lên một cái, xong bà ngã giật ra ở ngoài nền gạch, bà xỉu luôn. Khi một hồi cũng đem chị họ vô, giật gió bà bạc bạc, bà tỉnh dậy rồi, hỏi lại hồi nãy chị nói gì vậy. Chị họ bà không nhớ gì trơn á, bà nhớ là hồi nãy vừa mới đi lên phía trước, ở trên tay còn cầm cái cục rau câu ăn nữa. Chị họ bà chỉ nhớ là đi lên tới cái bộ bàn ghế phía trước là không còn biết gì nữa hết. Giờ chị họ bà nói là cả người của bà đau ê ẩm, cái tay nhấc lên không nổi luôn, nó nhức mỏi khủng khiếp. Lúc này cả gia đình mới biết là hồi nãy chị họ vừa mới bị một hồn ma nào đó nhập vô. Ba mẹ anh em trong nhà mới xúm lại nói riêng với cậu Sang, nói là hồi nãy nhỏ chị họ của mày nó nói như vậy, tao nghi ở dưới cái nền nhà của mày là có một bộ xương hay cái xác dưới này quá,
Tại vì nãy người ta nói là người ta nằm dưới đây 50-60 năm rồi. Nghe tới cái khúc này, vợ của cậu Sang rất là sợ. Cậu Sang thì ổng hơi có rượu trong mình nữa, không biết ổng nghĩ cái gì. Ổng chửi quá trời luôn, ổng nói là nhà của tôi mới xây, mấy người không có nói vậy mà, không có chết chóc ma quỷ xương sóc gì đây hết. Cậu Sang ổng chửi quá trời luôn, xong là đuổi khách về hết. Ở trong gia đình khuyên cậu Sang, nhưng do cậu vợ đang máu quá, cậu không có nghe ai hết, đuổi hết tất cả mọi người về. Nên thành ra cái buổi tiệc tân gia hôm đó kết thúc không có được êm đẹp. Qua ngày hôm sau, cậu Sang tỉnh tỉnh lại rồi. Ông bà mới kêu cậu Sang, nói là bây giờ cậu phải xem xét lại như thế nào. Chứ khi mà hồn ma người ta nhập lên, người ta nói vậy, thì chắc chắn là ở dưới nền nhà. Chỗ ngày hôm qua người chị họ kia chỉ, chắc chắn ở dưới là đang có một cái bộ xương. Cái hồn ma đó còn kêu là đem cổ lên đi, tức là vợ kêu đào cổ lên. Cậu Sang lúc đó ổng cũng đang hoang mang, bởi vì nhà của mình thì mới xây xong. Nhưng cái hiện tượng ma nhập hôm qua nó quá là rõ ràng rồi, không có bàn cãi được. Có điều cậu Sang ổng lăng tăng, nhà vừa mới xây, vừa mới ăn tăng gia, chưa có ở được cái gì hết trơn á, mà giờ kêu đào là phải đập bỏ khu vực này rồi đào lên. Đào lên xong lại phải xây dựng lại, nó tốn kém quá trời. Cái cậu Sang ổng cũng lưỡng lự, không có muốn đào đâu. Liền tối ngày hôm đó cậu Sang gặp, khi cậu Sang đi ở đằng sau nhà đi lên trước, cậu thấy có bóng dáng của một cái người phụ nữ xõa tóc mà dài dữ lắm, tóc dài tới dưới mé đít luôn. Cái người nó vừa mới đi lướt ngang sang khu vực của bạn phòng khách. Cậu Sang lật đật chạy lên kiểm tra thì cửa phòng khách đang được khóa lại rồi và xung quanh đây không có ai hết. Cậu Sang tự trấn an bản thân mình là mình nhìn nhầm thôi, hoặc là vợ của mình đi lên trển. Nhưng mà loại trừ đi phương án đó, bởi vì tóc của vợ cậu Sang là dài qua vai chút xíu, bà còn uốn lọn lọn lại nữa. Chứ còn cái bóng dáng mà hồi nãy cậu Sang nhìn thấy là một cái phần tóc nó dài, nhưng mà tóc thẳng chứ không có uốn. Cậu Sang thấy biết là mình cũng gặp ma đó, nhưng cậu lại tự trấn an bản thân của mình. Cậu cũng không có đem sự việc này kể lại cho vợ cậu nghe đâu. Qua tối ngày hôm sau nữa thì vợ của cậu Sang gặp. Cái hôm đó vợ thì đang nằm ở kế bên cậu, nhưng trong giấc mơ vợ của cậu Sang thấy bối cảnh mà mình đang nằm ở tại nhà của mình nè. Từ ở đằng xa, ở dưới giường chui lên là một cái đầu đen xì lì hả. Khi cái người đó đã đứng thẳng lên thì vợ của cậu thấy đây là một cái người phụ nữ, tay thì chụp lấy cái chân của vợ cậu. Cái lúc này là người phụ nữ đó nắm lấy hai cái bàn chân của vợ cậu Sang luôn, sau đó lôi đi sình sạch sình sạch sình sạch. Ở trong giấc mơ, vợ của cậu không có phản kháng được, cứ như vậy mà bị cái người phụ nữ đó lôi đi. Cái phần lưng của mỡ á, bị lôi tới mức cái áo nó rách. Rách cái phần áo xong là tới cái phần da, da thịt bị kéo lê dưới nền đất mà mỡ đau đớn dữ lắm. Mỡ kêu la quá trời, nhưng ở trong giấc mơ không có ai giúp mỡ cả. Tới một hồi nhìn lại, cái phần lưng của mỡ nó muốn lòi ra xương luôn. Thấy tới đây, mỡ giật mình ngồi dậy. Thì khi mà mở dậy á, mở la hét quá trời, rờ lên trên lưng, mở cảm nhận được cái lưng của mình nó đau điến kỳ lạ, dù là da thịt nó vẫn còn nguyên, không có bị trầy trụa gì hết. Mở mới đem sự việc này kể lại cho cậu Sang nghe, thì cậu cũng hơi lăn tăn. Nhưng cậu ráng an ủi mở để mở yên tâm ngủ cái ngày hôm đó. Tới giữa khuya thì mở đi ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh vô xong á, mở thấy ở trên bếp của mình là nó có một cái gì đó tròn tròn giống như là một cái trái dừa, mà dạng trái dừa mình để cái bình trà vô á, mấy cái này giống như là thủ công mỹ nghệ. Cái mở mới đứng mở nhìn, bởi vì trong nhà mở không có cái vật gì mà nó tròn tròn cái kiểu kỳ kỳ vậy đó. Cái mở đứng nhìn chằm chằm một hồi, do ở cái chỗ đó là có đèn nó hơi mờ mờ ảo ảo, nhìn chỉ thấy đen xì lì hả, chứ không thấy gì trơn. Chợt mở mới điếng hồn, bởi vì từ cái vật mà tròn tròn đen đen đó mở ra một cái cặp mắt sáng trưng luôn. Không những vậy, giờ nhìn kỹ hơn mở thấy ở trên miệng á, là cái hàm răng trắng toát đang nhe ra, máu nó dính lên trên cái phần răng trắng đó rất là kinh dị. Cái lúc mà mở thấy chỉ có duy nhất mỗi cái đầu, cái đó chính là cái đầu, nó nằm ở trên bàn, và cặp mắt kia còn mở trừng trừng nhìn mở nữa. Mở bà la hét, bà sợ, bà quỳ xuống dưới đất luôn.
Cái một hồi cậu nghe thấy âm thanh mở la lạng vậy. Cậu đi ra, mở sáng hết đèn lên thì mợ không có còn nhìn thấy cái đầu đó nữa. Mợ nói mợ sợ muốn xỉu lên xỉu xuống. Cậu nghe mợ kể lại vậy thì cậu cũng sợ nữa. Vợ của cậu Sang mới kể lại sự việc này cho bà nghe. Bà đi qua bên này bà nói là đúng thiệt. Bởi vì mấy bữa trước đó, khi mà vô trong này, dù mọi người nhìn nó vui vẻ xôm tụ như vậy, chứ bà luôn cảm nhận một cái cảm giác kỳ lạ, nó lạnh lẽo âm u. Do thấy nhà của cậu Sang vừa mới xây xong nên là bà không có nói. Tới ngày hôm nay khi gia đình gặp nhiều chuyện như vậy rồi thì bà mới kể lại cảm giác của bà. Những ngày hôm đó, trong lòng của mợ luôn thấy bất an. Mợ kêu cậu Sang là giờ một là kêu thầy về cúng, còn không thì mình đào lên đi, mình đào cái xác cái bộ xương gì đó của người ta lên, đã người ta đã nhập vô trong cơ thể của người chị họ rồi nói vậy, tức là người ta muốn nhờ mình giúp đỡ. Mợ thì khuyên ngăn rất là nhiều nhưng mà cậu không có chịu, do nhà giờ vừa mới xây xong, giờ đào bới lên nữa nhìn cái nhà nó không có ra gì hết, rồi còn phải tốn kém tiền thuê người tới đào bới xong phải xây dựng đồ lại nữa, nó rất là tốn. Sự việc cứ như vậy mà kéo dài thêm một tuần sau. Ngày hôm đó là mợ nằm liệt giường luôn. Bởi vì ngày hôm trước mợ kể lại cho gia đình nghe là mợ nằm mơ. Ở trong giấc mơ mợ thấy bối cảnh là một cái căn nhà lá cũ kỹ lụp xụp lắm rồi. Mà cái dạng xây nhà này là cách đây rất là lâu. Mợ thấy ở trong căn nhà lá là có một cái người đàn ông cũng trẻ và một cái người phụ nữ, chắc là vợ của cái người đàn ông đó. Người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn cơm, mà vừa ăn cơm nước mắt vừa chảy ròng ròng luôn. Ở trên cơ thể của người phụ nữ này cũng có nhiều vết thương, dường như là bị cái người đàn ông kia đánh hay sao. Tiếp theo sau đó nữa, mợ thấy cái người đàn ông từ ở ngoài đi vô sắn sổ, sau đó nắm lấy cái đầu của người phụ nữ giọng xuống đất kình kình. Giật đầu người phụ nữ chưa đã, ổng mới chuyển qua ổng dung tay đánh đấm. Vừa đánh đấm như vậy ổng vừa chửi, ổng dung ra những cái câu từ rất là tục tiểu. Cái một hồi chuyển sang bối cảnh khác là người đàn ông này đi ra phía sau, ổng cầm lấy con dao. Một cái con dao nó biến ngót luôn. Ở trong giấc mơ mở thấy cái con dao này nó sáng tới mức mà thấy được cái khuôn mặt của người đàn ông dạ lên trên con dao đó. Cái người đàn ông này mới sắn lên, sau đó túm lấy cái đầu của cái người phụ nữ nè, rồi dung một giác thiệt mạnh. Chỉ nghe là cái tiếng hét chói tai của người phụ nữ đó. Nằm mơ tới đây, mợ giật mình dậy, mợ cảm nhận như mình chính là cái người trong giấc mơ hồi nãy. Cái đầu của mợ nó đau, mợ rờ lấy cần cổ là hên, cái đầu với cái cổ nó vẫn còn dính nhau. Mợ nói mà hoảng sợ tột độ luôn. Khi mà mợ thấy như vậy, mợ kể lại cho cả gia đình nghe. Mợ nói không biết nguyên nhân làm sao, kể từ khi mà mơ thấy giấc mơ đó là cả người của mợ không có nhúc nhích di chuyển gì được cả. Mợ đã nằm liệt ở trên giường luôn. Mà thời điểm đó mợ cũng còn trẻ, đâu có bệnh hoạn gì trong người đâu. Ở bên gia đình biết chắc chắn đây là cái bệnh về tâm linh chứ không phải bệnh bình thường. Sau đó kêu cậu là đi lên trên một cái người thầy này để mà nhờ giúp đỡ, chứ giờ tình hình vậy không được rồi. Gia đình cùng với cậu Sang đi lên trên người thầy đó thì người ta nói là căn nhà này hiện tại đang bị một cái hồn ma theo ám. Mà nói là cái hồn ma này theo ám cũng không phải, do gia đình đang xây dựng một cái căn nhà là ở trên đầu của bà, tức là xây dựng căn nhà này nè ở trên, còn cái cơ thể của cái người phụ nữ, bộ xương của bà thì nằm sâu dưới mặt đất. Cái bộ xương của bà có trước, còn cái căn nhà của cậu Sang này là sau này thôi. Giờ nghe tới đây cậu Sang cũng sợ lắm, hỏi thầy giờ có cách nào hay không. Thầy cũng hiểu được suy nghĩ của cậu Sang, nếu mà xây dựng lại nhà cửa như vậy nó tốn kém dữ lắm. Thì thầy mới định là giờ xuống để thầy cúng thử coi được không. Nếu mà cúng được á, quá giải được cái linh hồn đó thì không có cần phải đào bới gì lên cả. Nhưng nếu mà thầy tới cúng không được, tức là cái vong này họ cũng giữ, thì bắt buộc là phải đào lên theo đúng như di nguyện của họ. Liền qua ngày hôm sau luôn, thầy mới đi xuống đây thì cúng. Cái lúc mà dọn ra cúng nha, bắt đầu cũng suôn sẻ. Một hồi sau, cái lư hương nó bị nứt. Mới đậu là nghe cái rớp, là nhìn vô bằng mắt thường thấy nứt rõ ràng. Xong hết cái lư hương, tới cái ly, rồi tới cái bình bông.
tất cả những cái gì mà bàn sành sứ trên bàn nó bị nứt hết. Thấy cái cảnh tượng mà giờ bị nứt như vậy, cái cây nhang nó cũng tắt liệm đi, là thầy biết rồi, giờ cũng không được. Thì thầy mới nói gia đình, giờ chỉ còn duy nhất một cách là phải đào cái nền móng cái nhà lên, rồi tìm được cái bộ xương của cái cô này. Chắc chắn cái xác nó đang nằm ở ngay cái chỗ mà hôm bữa cổ hiện lên cũ chỉ đó. Thầy cũng đi một vòng coi, thầy nói thật sự á, cái dông này trước đây chết rất là tội nghiệp. Hôm nay thầy nói vậy, kèm thêm sự việc hôm bữa, vợ của cậu Sang nhìn thấy cái giấc mơ kia rồi kể lại. Đúng thiệt, cái người phụ nữ này á, cuộc sống của cổ trước đây không có được hạnh phúc vui vẻ. Tới cái lúc cổ chết mà cái đầu nó còn lìa khỏi cơ thể của cổ nữa mà. Nói sao mà không chết oan ức cho được. Bất đắc dĩ, vì vợ của mình, cậu Sang phải kêu người tới rồi đào cái phần phòng khách lên. Cái chỗ phòng khách là đào banh chành te tua tơi tả. Đào rất là sâu, đào xuống dưới khoảng 8 mét mấy, gần 9 mét mới tìm được cái bộ xương. Khi mà đào lên á, là thấy cái phần đầu của cổ là nó nằm ở cạnh bên cái bộ xương. Tức là cái bộ xương thì nó nằm dạng bên, còn cái đầu là nó nằm ở bên hông. Điều này chứng tỏ cái giấc mơ mà hôm bữa vợ của cậu Sang nhìn thấy là đúng rồi. Trước khi chết, cái đầu của cổ đã bị cắt lìa ra khỏi cơ thể. Giờ đào bộ xương lên, hỏi thầy giờ làm sao cái bộ xương này. Cái thầy mới chỉ là giờ gửi ở trong chùa đi. Gia đình cũng gửi lên trên chùa. Xong cái ngày hôm đó, tự nhiên là cả cơ thể của mợ đi đứng bình thường, không có cần phải uống thuốc hay đi bệnh viện gì trơn, như là một cái phép màu gì đó lạ lùng. Mợ đi, mợ ăn uống chải nhải, mợ nói rất là mừng, tưởng chuyến đó là mợ chết không rồi. Sau cái ngày mà gửi cái bộ xương của cô này lên trên chùa nè, tối hôm đó là mợ thấy cụ về. Mợ đang nằm ở trong phòng ngủ với chồng, cái mợ nhìn nghiêng ra ngoài. Thì nhìn nghiêng ra là thấy cánh cửa. Cánh cửa nó mở hé một cái chỗ rất là nhỏ, trong khi hồi nãy khi mợ đi ngủ đã đóng cửa lại rồi. Và khi thông qua khe cửa đó, mợ nhìn thấy toàn bộ diện mạo của cô này. Cái đầu của cổ thì vẫn nằm ở trên cái phần cần cổ. Mợ nhìn thấy là cô này cổ mặc ở trên người là một bộ đồ thun, có cái chấm bông nhỏ 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 nhỏ, giống y chang với khi mà mợ nhìn thấy trong giấc mơ luôn. Cái cô đó cổ chỉ nhìn hé vô hai vợ chồng một cái, sau đó là cổ quay lưng cổ đi. Mợ cũng hơi sợ rồi, nhưng cái cảm giác gì đó thôi thúc khiến cho mợ đứng dậy. Mợ đi ra đi theo vong hồn của cổ. Mợ thấy rõ ràng cái lúc mà cổ tới ngay chỗ cái cửa chính á, cổ xuyên qua cái cửa chính là cổ biến mất luôn. Đó là lần cuối cùng mà hai vợ chồng của cậu Sang nhìn thấy vong hồn của cái cô đó. Từ đó về sau là gia đình ở bình thường, suôn sẻ, không có gặp thêm bất kỳ những cái điều gì kỳ lạ nữa. Đây là toàn bộ câu chuyện mà Như được anh Lý là cháu cậu Sang gửi lại cho Như vậy hen. Câu chuyện này kể về một cái căn nhà được xây trên một cái ngôi mộ. Mà cái ngôi mộ này chắc bị lạng lâu năm rồi, người ta không có biết nên mới xây dựng nên. Cái lúc này chú mới chợt nhớ. Chú để ý kỹ lại là cái lúc mà người chủ đất này nè bán lại cho cậu Sang, người ta có thái độ mà riết, giống như sợ cậu Sang không mua nữa. Là giờ cậu nhớ cậu biết, tức là cái người lúc trước á, trong quá trình họ xây dựng thì họ cũng đã gặp những cái chuyện này chuyện kia, nên sau đó mới bán rẻ lại luôn cái chỗ này cho cậu là như vậy. Rồi, đây là câu chuyện thứ nhất nha, bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, như được cô Phước gửi lại cho Như. Cô Phước thì cổ bán bông với bán trái cây ở trước khu vực của một cái chợ. Ở gần với sạp của cô Phước thì có cái sạp này là bán bún riêu, bún mắm, bán đồ ăn, là của cô này tên là cô Tiền. Hai người là bán phía trước mặt chợ hết. Buổi tối hôm đó cô nhớ là cái ngày 16 âm lịch. Cô Phước cổ nói từ sau khi mà cô bị bệnh ở trong bệnh viện đi ra, cô nhớ đợt đó là cô bị lên cơn nhồi máu cơ tim, tưởng là mình chết không hả? Nhưng sau cái đợt đó là cô phát hiện ra mình có thể nhìn thấy được những cái hồn ma. Ai mà hợp vía là cô Phước cũng thấy à. Buổi tối hôm đó cô ra cô bán. Bán tới 10 giờ thì cô mới nghỉ lận. Cô ra cô bán một buổi chiều hôm đó, cô nói nó ế ẩm một cách khủng khiếp luôn. Bán cho tới chiều khi mặt trời sụp rồi á, cô nói cái người của cô nó đau nhức ê ẩm một cách kỳ lạ dữ lắm, mà uể oải, cô không có miếng sức sống nào luôn. Tới khoảng 6 giờ rưỡi,
có một chiếc ô tô đậu ở trước cửa hàng của cô nè, người ta ghé vô để mua ít bông, ít trái cây. Thì bán xong xuôi hết, cô cũng nhiệt tình phụ đem ra ngoài xe cho khách. Cái chợ khi này, cô Phước bảo hú hồn khi nhìn thấy ở trên cái ô tô này nó có cái kính á. Cô Phước nhìn thấy mình đang xuất hiện ở trên cái mặt gương của cái ô tô, và ngồi ở trên vai của cô là có một cái đứa nhóc nhỏ. Cái đứa nhóc nhỏ này là đầu của nó trọc lóc hà, chắc nó khoảng 2 tuổi thôi, là một cái thằng bé trai. Nó ngồi hai cái chân của nó gác thòng qua cái vai cô, còn hai tay nó thì đang vịn cứng lấy cái đầu của cô vậy nè. Hai con mắt đen xì lì, mà cả người của nó xám xám đen đen kỳ dữ lắm. Vừa thấy tới đây cô giật mình, còn chiếc ô tô kia thì đã chạy đi rồi. Cái cô sợ, cô biết trời ơi mình gặp ma nữa rồi, sao mà có một cái dông nhi đang ngồi trên cơ thể của mình vậy. Cái cô mới chạy vô ở trong cái quầy cô á, là cô có một cái sâu chuỗi Phật ở đó. Cái sâu chuỗi này là lúc trước sau khi cô rời bệnh viện á là cô được tặng. Cái cô mới vô, cô cầm cái sâu chuỗi lên, cô niệm Phật, cô niệm 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 khoảng 5 phút đồng hồ. Cái cô thấy cái phần vai của mình á, nó nhẹ nhẹ đi rồi. Cô cảm nhận cái đầu nó cũng nhẹ hẳn luôn. Cô nghĩ chắc là cái dông nhi kia không có còn ở đây nữa. Cô Phước cũng nói ở cái chỗ bán của cô nè, đi lại thêm khoảng 200-300 mét thì sẽ có một cái ngã tư lớn ở đằng đó. Ở cái chỗ ngã tư này đã có rất là nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đó, mà nhiều người chết dữ lắm. Cô Phước cũng nói dạo thời gian này cô thấy là những cái người buổi sáng họ bị tai nạn họ mất ngàn, tới buổi tối là cô thấy vong hồn của họ cứ đi dất dưỡng ở cái chỗ ngã tư đó hoài. Mấy bữa đầu cô thấy thì cô không có biết đâu, nhưng sau đó cô nhìn lại thấy cảnh tượng là ngoại hình mặt mày của người ta thì đầy máu me, cơ thể thì vặn vẹo. Cô nhìn kỹ hơn nữa thì cô nhìn xuyên qua được cơ thể của họ, cái cô mới biết là những cái lúc đó cô đã gặp ma. Cô nhớ là có một cái hôm này là có con bé đó, nó học lớp 11, nó mặc áo dài, rồi xong nó cũng bị tai nạn ở ngay chỗ ngã tư đó. Nó chết là cái lúc buổi chiều, cái giờ tan tầm. Xong cho tới khuya ngày hôm đó, khi cô dọn hàng xong chuẩn bị về nè, cái cô thấy vong hồn của cái cô bé đó đứng ở ngay chỗ ngã tư á, mà mặt mày trắng xác à, ở trên đầu còn chảy máu nữa. Cái cô bé đó giống như là bị lạc, cứ nhìn giáo giác mà không có ai thấy cô bé đó cả, chỉ có mình cô Phước thấy thôi. Cô nhìn chằm chằm một hồi mà cái cô bé đó không có phát hiện ra là cô Phước có thể thấy được cô bé đó. Cái cô bé mới sắn ra giữa đường. Ngay cái lúc này cô Phước hết hồn, bởi vì nhìn thấy có một cái chiếc ô tô chạy xuyên qua người của cô bé này luôn. Cái lúc đó cô Phước bà nói cô hết hồn là bởi vì sợ cái chiếc xe đụng phải cô bé này. Nhưng khi tỉnh táo lại cô Phước mới nhớ là con bé này giờ nó là cái hồn ma dứt dưỡng thôi. Xe có đụng xuyên qua nó cũng đâu có chết được lần nữa đâu. Qua mấy ngày hôm sau, cô thấy là gia đình của cô bé này nè tới đây để cúng, rồi sau đó trước vong của cô bé về thì cô mới không thấy nữa. Bản thân của cô Phước á, cô thấy những cái hiện tượng như vậy cô cũng sợ. Nhưng mà mỗi lần thấy, một là cô lơ đi luôn, còn không thì cô quay vô túc ở trong cái sạp của cô nè, cô vô trỏng đọc kinh niệm Phật một hồi thì cô sẽ không có thấy nữa. Chứ còn về cái phần của cô Tiền, cái cô mà bán bún riêu bún mắm kế bên nè, là bả bị hù hoài luôn. Khoảng thời gian trước á, là hay có một cái bài là có người á, lại kêu bún riêu của cô này, rồi kêu bưng lại ngay chỗ ngã tư. Cái cổ làm xong xuôi hết một tô rồi, bưng lại ngã tư. Cái lúc đó cổ mới chới giới của nó là, ủa, nãy ai kêu mình, giờ mình giao cho ai? Xong cái cô Tiền đó cũng đi te lại mà cổ bực bội lắm. Cái những cô đằng đây hỏi là bà làm gì bà khó chịu vậy, bà bưng tô bún riêu đi đâu vậy? Cái cô Tiền cũng nói, hồi nãy á, có thằng đó, nó lại đặt bún riêu tôi, nó kêu bưng lại ngã tư kìa. Cái sao tôi bưng lại ngã tư, tôi không thấy nó đâu hết trơn bà. Những cô mà bán ở gần đây nói là, ai đặt bà, hồi nãy giờ tôi thấy có khách nào đâu, đâu có ai lại kêu bà đâu. Rồi, nói ra tới lúc như vậy, cái cô Tiền bà mới biết là bà bị ma kêu, mà không phải bị lần đâu. Cô này cũng bị là 4-5 lần rồi, riết rồi sau đó cổ cũng quen. Giờ mà ai mà lại kêu bưng ngã tư hen, là bà đứng bà nhìn từ trên nhìn xuống coi là người hay là ma. Tại vì do buôn bán ở đây nhiều khi là cổ cũng ship tới tận nhà vậy đó, do những cái người trong cái khu này là buôn bán với nhau, người ta ngồi ở sạp của người ta bán, cho nên cô phải bưng lại đắng. Ở bên này cô Phước cổ bán thì cũng ế,
cu tiền ở bên kia bỏ bán còn ế dữ nữa. Cái hai bà giờ không có chuyện gì hết mới lại ngồi với nhau. Cô Tiền tâm sự với cô Phước nói là bữa nay ế quá rồi, ế rồi bà bán không có đủ sổ hụi nữa, giờ còn cả đống. Cô Tiền còn rủ cô Phước là ăn hôn, ăn ủng hộ tương tô đi. Nhưng mà cô Phước thì bà ăn chay nên là không có ăn. Trong khi hai người đang ngồi nói chuyện với nhau ở đằng này, cô Phước nhìn qua ở trước cái kệ tủ đồ ăn của cô Tiền, cô Phước thấy có một cái hồn ma. Cô nhìn cái là biết ma liền. Thấy là cái người này là một người đàn ông mà ốm trơ xương luôn, tay chân thì dài thòn à, mà ốm tới mức là giờ chỉ có da bọc xương, nói cái từ đó là đúng. Hai cái con mắt trắng giả nó lồi ra ngoài, đầu tóc thì bù xù râu ria. Người đàn ông này đang ôm lấy cái phần cái tủ kiến đồ ăn của cô Tiền nè, mà ôm giống như con bạch tuộc vậy đó. Cái hồn ma kia vừa chà lết muốn ăn cái phần đồ ăn này mà giống như là ăn không có được. Cái cô Phước cổ thấy vậy hết hồn, cô mới nói là: "Ê Tiền, bà cúng chưa?" Tại vì hôm đó là ngày 16, cô Phước cổ đã cúng từ chiều rồi, còn cô Tiền này thấy là bà chưa cúng. Cái cô Tiền cô nói là: "Chưa, tôi chưa có cúng, tính là tối nay dọn xong tôi cúng luôn." Cô Phước mới kêu cô Tiền: "Thôi, giờ bà về bển bà cúng đi. Bà cúng đi, mai ra là bữa hôm nay bán hết cái nồi luôn đó." Cô Tiền nghe cô Phước nhắc vậy, cô Tiền cũng về bên bển để cúng kiến này kia đồ xong xuôi hết. Sau khi cúng xong, cái lại đây cũng ngồi nói chuyện nữa, do vẫn chưa có bán được. Một hồi ngồi nói chuyện, cô Phước vô tình nhìn qua bên tủ đồ ăn của cô Tiền, lại thấy cái hồn ma kia. Chính là cái hồn ma của người đàn ông ốm rộm rỉnh nãy. Cái người đàn ông vẫn cứ chà lên trên cái mặt kính của cái tủ đồ ăn, giống như giờ ông muốn ăn cái món này. Những cái phần đồ cúng của cô Tiền hồi nãy là ông muốn ăn. Giờ tôi muốn ăn của bạn, tôi muốn riêu nè. Đó là dường như cái người kia có ý như vậy. Sau đó cô Phước mới giật mình, bởi vì cái người đàn ông quay mặt qua nhìn cô Phước chằm chằm luôn, mà con mắt của ông muốn lòi ra ngoài tới nơi rồi. Cô Phước cũng rất là sợ. Cô Phước giả bộ đánh con mắt đi chỗ khác, là coi như mình không thấy gì cả. Cô Tiền thấy vậy mới hỏi: "Ủa Phước, bà làm gì ạ?" Cô Phước mới nói với cô Tiền: "Ê, vợ tôi chỉ bà về bển, bà nấu một tô bún riêu, rồi bà để trước bàn, bà cúng đi." Cái tự nhiên nghe vậy, cô Tiền bấm hỏi: "Nãy tôi cúng rồi mà cúng gì nữa bà?" Cô Phước bà nói là: "Tôi thấy có một con ma đói, nó chà lết ở trước ngay chỗ cái bàn đồ ăn của bà kìa." Cô Tiền khi mà nghe vậy, bà đưa cái tay bà lên, bà nói: "Trời ơi, bà nói gì bà? Trời ơi, tôi nổi ốc cục luôn nè." Đó là cô Tiền bà nói vậy, bà cũng sợ. Hỏi kỹ lại cô Phước là phải bà nói thiệt không hay là bà giỡn với tôi. Cô Phước cũng nói thiệt: "Bà nội ơi, chứ giờ tôi giỡn với bà làm chi?" Đó, hai người cũng nói qua nói lại một chút xíu. Cô Tiền mới đi về bển nấu một cái tô bún riêu đặc biệt luôn, sau đó để trên bàn. Bà mới khấn tay lại, bà chấp bốn phương tám hướng bà lại. Rồi xong một hồi đi lại đây ngồi nói chuyện. Tới khi mà quay lại, cái cô Tiền này bà hết hồn, bởi vì cái tô bún riêu vừa mới đem ra không bao lâu thôi, mà bây giờ cô để ý cái mùi nó chua lè chua lét luôn. Trong khi mới vừa đem ra chắc tầm khoảng 15 phút đồng hồ chứ gì, mà giờ cái phần bún đó, nó chua tới mức mà chịu không nổi. Cái cổ mới đem đổ đi hết cả cái tô đó. Cô Tiền mới sang nói với cô Phước: "Ê Phước ơi, tôi mới đem tô bún riêu ra có 15 phút đồng hồ mà giờ nó chua lè bà, tôi mới đem tôi đổ á." Có thể là cái hồn ma đói kia đã ăn được tô bún riêu mà cô Tiền đi cúng rồi. Khoảng 15 phút đồng hồ sau, có một cái chiếc xe 7 chỗ chạy sắn ngang, sau đó thắng cây kịch ở trước quán của cô Tiền. Cái người đó lú đầu ra mua một hơi mười mấy bịch bún riêu luôn. Cô Tiền bên bển múc liên tay múc mười mấy tô một lượt. Bán được cái chuyến này, cô Tiền mới rất là mừng. Giờ còn lại có hai tô à. Cái cô Tiền mới rủ cô Phước là: "Giờ bà ăn không? Tôi nấu cho bà và tôi mời bà luôn." Nhưng cô Phước thì cô không có ăn. Cái cô Tiền giờ xong xuôi hết rồi, dọn dẹp thôi nghỉ sớm. Còn hai tô này thì cô Tiền sẽ về rồi hai vợ chồng ăn. Đó là ngày hôm đó, chính mắt của cô Phước đã thấy một cái hồn ma mà giống như là họ đói khát, họ muốn ăn cái tô bún riêu này. Cứ chà lê lết. Cô Phước cũng nhớ rõ ràng hình ảnh của cái hồn ma đói kia chà dính lên trên cái miếng kiến, y chang như cái cảnh con bạch tuộc luôn.
Cũng hên là sau khi cúng xong chắc là hồn ma đó anh ta không có quậy phá nữa, nên là cô Tiền bà bán suôn sẻ. Lâu lâu mới gặp một mối VIP mua một lần mười mấy tô cho cô Tiền, nhờ vậy mà cô được về sớm. Đó là toàn bộ câu chuyện mà cô Phước kể lại cho Như trong một cái ngày 16 âm lịch cô đã nhìn thấy những cái hồn ma dất dưỡng như vậy ha. Câu chuyện của cô Phước tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú mình có những câu chuyện mà mình được nghe, được biết, được kể lại, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả nha. Mà quý vị ơi, cho Như hỏi cái này. Hôm bữa Như thấy có một khán giả bình luận nói là sao thấy Như kể chuyện mà giống như Như đang khóc vậy. Thấy Như kể chuyện có giống khóc không quý vị? Tại vì có mấy bữa là Như bị viêm xoang, ở trong cái lỗ mũi của Như là nó bị nghẹt nước mũi không hả? Mấy bữa như vậy Như kể chắc là nhiều khi nghe cái giọng nghẹn nghẹn, quý vị tưởng là Như khóc. Mà quý vị thấy Như kể là bình thường vậy nè, là có thấy giống khóc hay không? Quý vị cho Như biết chứ nha, để Như coi lại cái cách kể chuyện của mình, coi nó có được hay chưa. Và quý chị, ông bà, cô chú, anh chị thương Như, cho Như xin một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý chị nhiều nhiều dữ lắm. Và chúc quý chị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn. Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Thôi, hẹn gặp lại quý chị ở tập sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý chị. Bye bye.